62 tuổi, đang sinh sống ở Duyên Yên, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên. Tôi là Phạm Thị Mây, năm nay tôi 65 tuổi. Cô là Trần Thị Lữ, năm nay là cô 60 tuổi. À, cái này thì chỗ, cái thứ nhất là chỗ cô Hoa, cô ấy ở trong xã, cô làm huyện. Thế ra thì có thời gian, có cái tầm nhìn của ấy thì là xây dựng một cái làng nghề. Thì là cô Hoa mới đem cái làng nghề này về cho xã Ngọc Thanh. Thì là dân thôn mới có cái làng nghề này, bắt đầu mới ra, mới ở trên là có dạy một lớp, thỉnh thoảng có một lớp học để bồi dưỡng kiến thức cho xã viên làm, mới thành lập một hợp tác xã dịch vụ Mây Che Đan. Cứ hàng năm hàng tháng là trên công ty nó có các cái mẫu mới, các mẫu gì thì là lại về lại phải triển khai cái mẫu ấy để làm. Người ta dân lại phải có cái một vài ngày cái có cái lớp học về trao đổi kiến thức xong là làm. Cô làm từ năm 95, ngoài việc đồng áng ra là mình ở nhà làm thêm công việc. Cái lứa tuổi của tôi cũng chỉ có đây thôi, trông con trông cháu rồi làm thêm thu nhập ở cây cấy. Cô làm từ 2002. Khi làm cái công việc này thì là mình làm trong nhà thì nó không phải ra ngoài nắng này, nó trẻ khỏe. Nhưng mà cô thấy cái công việc này của cô là nó cũng hợp lý. Ở cơ sở có cái viên gì thì là cô làm cái theo khách hàng yêu cầu, một ngày cô đan được 2 cái. Không thích thì đã không làm, chán chân bò cắt cỏ thì bây giờ đi quay đi đan. Công việc này thì nói chung là cũng thoải mái.